Xem ngày tốt tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão, tốt cho mọi việc, khai trương, mở hàng khai xuân, động thổ, làm nhà, cưới hỏi, lập ban thờ, mua xe, nhập trạch, bốc bát hương. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 1 âm lịch năm 2023, giúp quý vị tìm ra được những ngày đại cát để thực hiện những công việc như xuất hành, khai trương, mở hàng đầu xuân và những công việc trọng đại khác. Kiến thức này được trợ duyên của thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt lựa chọn ra. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Những nội dung chính ngày hôm nay sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn bao gồm 5 nội dung sau. 1. Những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 1 âm lịch. 2. Những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 1 âm lịch. 3. Những ngày tốt này tốt cho việc gì? Chi tiết cụ thể những việc cần làm trong ngày này. 4. Những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào không dùng được những ngày tốt này. 5. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời cho, may mắn và giàu sang phú quý suốt cuộc đời. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 dương lịch năm 2023 đến ngày 19 tháng 2 dương lịch năm 2023. Tháng 1 là tháng Giáp Dần, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Canh Thìn, ngày 29 là ngày Mậu Thân. Trong tháng 1 âm lịch có hai tiết khí là Lập Xuân và Vũ Thủy. Bây giờ chúng ta bước vào nội dung đầu tiên. Những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 1 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, chúng ta cần loại bỏ hết những hung tinh, loại bỏ hết những ngày xấu trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 1 âm lịch bao gồm những ngày sau. Ngày xấu đầu tiên chúng ta cần loại bỏ là những ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 1 là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ, 26 Ất Tỵ. Đây là những ngày xấu không nên dùng việc gì. Ngày xấu thứ hai cần tránh là Thọ Tử. Trong tháng 1 âm lịch, ngày Thọ Tử là những ngày tốt, bao gồm hai ngày là ngày mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất. Hai ngày này cũng kiêng không làm việc gì. Ngày xấu thứ ba chúng ta loại bỏ đó là ngày Nguyệt Phá. Trong tháng 1, ngày Nguyệt Phá là những ngày Thân, bao gồm có 3 ngày, mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân và ngày 29 Mậu Thân. Ngày này chỉ dùng cho việc chặt cây, phá dỡ nhà cửa và không nên dùng cho việc gì khác. Ngày xấu thứ tư cần phải loại bỏ là ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Trong tháng 1, ngày Thiên Địa Chuyển Sát là ngày 12 Tân Mão. Ngày xấu thứ năm là Tam Nương, ngày này chủ về sự đổ vỡ, phá bại nên cần phải tránh, kiêng kỵ mọi việc không làm. Trong tháng 1, ngày Tam Nương bao gồm những ngày sau: mùng 3 Nhâm Ngọ, mùng 7 Bính Tuất trùng với ngày Thụ Tử, ngày 13 là ngày Nhâm Thìn, ngày 18 là ngày Đinh Dậu, ngày 22 là ngày Tân Sửu và cuối cùng ngày 27 là ngày Bính Ngọ. Đó là 6 ngày Tam Nương cần tránh, kiêng kỵ mọi việc. Ngày xấu thứ 6 cần kiêng kỵ là Nguyệt Kỵ. Các cụ nhà ta vẫn có câu mùng 5, 14, 23, đi chơi cũng lỗ huống chi là đi buôn. Ngày này cũng kiêng kỵ mọi việc. Trong tháng 1, ngày Nguyệt Kỵ bao gồm những ngày mùng 5 Giáp Thân, 14 Quý Tỵ và cuối cùng 23 Nhâm Dần. Ngày xấu thứ 7 kiêng kỵ là ngày Con Nước. Trong tháng 1 âm lịch, ngày Con Nước là ngày mùng 5 Giáp Thân và ngày 19 Mậu Tuất. Ngày xấu thứ 8 cần kiêng kỵ là Dương Công Kỵ. Trong tháng 1 âm lịch, ngày Dương Công Kỵ là ngày 19 âm lịch, ngày Mậu Tuất trùng với ngày Thụ Tử. Đó là 8 ngày xấu mà chúng ta cần loại bỏ trong tháng 1 âm lịch vì những ngày này chủ về phá bại và tan vỡ, ảnh hưởng xấu trực tiếp đến sự việc và gây ra những tổn hại về tài sản cũng như tính mạng của gia chủ. Bước sang nội dung thứ 2, tìm ra những ngày tốt nhất trong tháng 1 âm lịch để làm mọi việc được may mắn và hanh thông. Sau khi loại bỏ những ngày xấu, chúng ta sử dụng đồng công trạch nhật để tìm ra những ngày tốt nhất trong tháng 1 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ ông hay bà thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, và hàng trăm tiêu chí chọn ngày tốt ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người mới chưa biết đến phong thủy tới những bậc chuyên gia lão làng trong nghề. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đồng công trạch nhật trong tài liệu Ngày Tốt Toàn Thư để tìm ra những ngày tốt trong tháng 1 âm lịch. Tháng riêng gồm hai tiết Lập Xuân Vũ Thủy. Trước Lập Xuân một ngày là Tứ Tuyệt, sau Lập Xuân là Sát Tại Bắc Phương.
Ba hướng hợi tí sửu, kỵ tu tạo động thổ. Tháng giêng là tháng dần, khởi trực kiên là ngày tại dần. 1. Ngày dần trực kiến. Ngày dần gồm có 2 ngày, ngày 11 canh dần và ngày 23 nhâm dần. Trong tháng giêng, ngày dần phạm vãng vong, không có lợi cho việc khởi tạo, hôn nhân, nạp thái. Chủ về gia trưởng bị bệnh, bị thư kiện trong vòng 60 đến 120 ngày, tổ tiểu khẩu. Trong vòng 1 năm thấy trùng tang, trong việc không nên dùng. 2. Ngày mão trực trừ, bao gồm có 2 ngày, 12 tân mão và 24 quý mão, không nên khởi tạo, hôn nhân. Phạm vào ngày đó thì trong vòng 60 ngày thì tổn gia trưởng, bị thừa kiện. Trong vòng 3 đến 6 năm thấy xấu, thối tài, chủ với huynh đệ bất nghĩa, mọi sự nghiệp chia tan, gặp phải người ác, sinh ly tử biệt. 3. Ngày thìn trực mãn, bao gồm có 3 ngày, mùng 1 canh thìn, 13 nhâm thìn và 25 sát thìn. Ngày thìn có thiên phú, thiên tặc, thiên la, lại nói. Ngày 25 sát thìn bị sát nhập tập trung, cung trong việc điều kỵ. Phạm phải ngày đó thì chủ về việc khởi đầu xiết người, tiền của bị giảm, rất nhiều hung. Ngày 13 nhâm thìn phạm vào ngày tam nương không dùng được, còn lại ngày mùng 1 canh thìn cũng không tốt. 4. Ngày tị trực bình. Trong tháng giêng, ngày tị bao gồm ngày mùng 2 tân tị, 14 quý tị và 26 ất tị. Trong tháng giêng, ngày tị phạm tiểu hồng sa, có chu tước, câu trần đáo châu tinh. Phạm vào ngày đó, chủ về bị thừa kiện, tổn gia trưởng. Đàn bà con gái trong vòng 3 đến 5 năm liên tiếp bất lợi, phá của, rất hung. Ruộng tầm không thu được sản vật, chết vì bị tự thắt cổ, bị người khác cướp bóc, tốt nhất không nên dùng. 5. Ngày ngọ trực định. Trong tháng 1 âm lịch, những ngày ngọ bao gồm những ngày sau: mùng 3 nhâm ngọ, 15 giáp ngọ và 27 bính ngọ. Trong tháng giêng, ngày ngọ có huỳnh sa, huỳnh la, tử đàn, thiên hoàng, địa hoàng, kim ngân, khố lâu, điền đường, nguyệt tài khố, chữ tinh chiếu. Nên khởi tạo an táng, rời chỗ ở, khai trương, xuất hành. Trong vòng 60 ngày, 120 ngày tấn hoạch tài, hoặc là vượng phụ ký thành gia, nhiều vả mà thành nghiệp. Làm lớn thì phát lớn, làm nhỏ thì phát nhỏ, chủ về ruộng tầm thu lớn, vàng bạc chất đầy kho. Như ngày mùng 3 nhâm ngọ và ngày 27 bính ngọ phạm vào tam nương nên không dùng được. Chỉ có ngày 15 giáp ngọ là ngày đại cát đầu tiên trong tháng riêng này. 6. Ngày mùi trực chấp, bao gồm có 3 ngày, ngày mùng 4 quý mùi, 16 ất mùi và 28 đinh mùi. Ngày mùi có thiên tặc, chu tước, câu trần, trong vòng 60-100 ngày lục xúc bị hại, lừa ngựa bị ác tật. Ngày 16 ất mùi sắp lập tập trung cung, càng kỵ khởi tạo, nhập trạch, về nhà mới, hôn nhân, khai trương, sửa chữa, dọn dẹp nhà. Tóm lại, ngày mùi trong tháng giêng không nên dùng cho việc gì. 7. Ngày thân trực phá, bao gồm các ngày sau: mùng 5 giáp thân, 17 bính thân và 29 mậu thân. Trong tháng giêng, ngày thân có chu tước, câu trần, nếu dùng thì bị thưa kiện, khẩu thiệt, giảm gia súc và tiền của. Trong vòng 3 đến 5 năm xảy ra nhiều việc xấu của bọn quả phụ gây ra, vậy nên không dùng. 8. Ngày dậu trực nguy, bao gồm các ngày mùng 6 ất dậu, 18 đinh dậu. Duy có ngày 18 đinh dậu có thiên đức, phúc tinh chiếu nên an táng, hoàn nguyên, xuất hành, khai trương. Và việc quan thì được quý nhân tốt, chỉ không nên vác việc khởi tạo, hôn nhân, gia thú vào ngày này. Ngoài ra mùng 6 ất dậu cũng không nên dùng. 9. Ngày tuất trực thành, bao gồm có 2 ngày mùng 7 bính tuất và 19 mậu tuất. Trong tháng giêng, ngày tuất có thiên hỷ nhưng lại là ngày địa võng, mọi việc không nên phạm ngày đó, chủ về gia trưởng bệnh, nhân khẩu không có nghĩa, lạnh lùng mà lui xa. Lại nói, ngày mùng 7 bính tuất và ngày 19 mậu tuất là ngày sát nhập tập trung cung, phạm vào ngày đó chủ về khởi đầu giết người, anh em bất nghĩa, tử biệt sinh ly, kỵ trước nhất là khởi tạo, hôn giá, nhập trạch, sửa chữa nhà cửa. Hơn nữa, đây cũng là ngày thụ tử cực xấu và không nên dùng. 10. Ngày hợi trục thu, bao gồm có 2 ngày, mùng 8 đinh hợi và 20 kỷ hợi. Ngày hợi trong tháng giêng có câu trần, không nên dùng vào việc gì. Phạm ngày đó tổn gia trưởng, hại con cháu. Trong vòng 60 đến 120 ngày, chủ về phương nam có bạch y đến làm hại, nam nữ đều tai vạ, rất xấu. 11. Ngày tí trực khai, bao gồm có 2 ngày, mùng 9 mậu tí và 21 canh tí. Ngày giáp tí là ngày kim tự chết, tự tử, chi kim, ngày ngũ hành âm kỵ. Nhâm tí là mộc đả bảo bình trung, gỗ đánh vào bình quý cuối cùng, có hại không có lợi, chỉ có thể là nơi tắm gội, mộc dục ở phương Bắc. Không nên khởi tạo, hôn nhân, nhập trạch, khai trương, nhưng trong tháng giêng không có ngày này. Còn 2 ngày mùng 9 mậu tí và 21 canh tí, những người mệnh thủy, thổ dùng ngày đó rất tốt. Trong đó huỳnh la, tử đàn, thiên hoàng, địa hoàng, kim ngân, bảo tàng tài chữ, liên châu, chúng tinh chiếu.
Trong vòng 60 đến 120 ngày được rất nhiều của, quý nhân tiếp dẫn, thăng chức lộc, mưu cầu công việc thì nhiều may mắn, vượng lục xúc, thêm tài sản cũng nên an táng. 12 ngày Sửu trực bế có 2 ngày 19 kỷ Sửu và 22 tân Sửu, không có lợi cho hôn nhân, khởi tạo, phòng cọp rắn làm hại, lừa ngựa đá phải thành ác tật, bần bệnh rất xấu và không nên dùng. Như vậy là chúng ta đã xét xong 29 ngày của tháng 1 âm lịch và chọn ra được những ngày đại cát cho quý vị lựa chọn làm việc. Nội dung tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những ngày tốt mà chúng ta đã lựa chọn, tốt cho việc gì, những ngày này kiêng kỵ tuổi nào và những tuổi nào dùng ngày này được đại phú đại quý, tài lộc ăn đủ cả đời. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Ngày 15 Giáp Ngọ kỵ những người tuổi Tý, hợp những người tuổi Mùi, Dần và Tuất, hợp với những người có thiên can là Kỷ, Tân, Đinh. 2. Ngày 18 Đinh Dậu kỵ người tuổi Mão, hợp người tuổi Thìn, Tị, Sửu và những người có thiên can là Nhâm, Tân. 3. Ngày 9 Mậu Tý kỵ những người tuổi Ngọ, hợp những người tuổi Sửu, Thân, Thìn và những người có thiên can là Quý, Ất, Kỷ. 4. Ngày 21 Canh Tý kỵ những người tuổi Ngọ, hợp những người tuổi Sửu, Thân, Thìn và những người có thiên can là Ất, Kỷ, Quý. Như vậy chúng ta đã xét xong những ngày tốt ở tháng 1 âm lịch. Trong tháng 1 có rất nhiều ngày tốt cho quý vị lựa chọn. Hy vọng qua video này sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm cho mình được những ngày tốt đẹp như ý, giúp cho quý vị chủ động chọn được những ngày tốt để tiến hành mọi việc hanh thông thuận lợi. Quý vị cần tư vấn thêm gì về những ngày tốt thì hãy comment ở ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết cụ thể hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.